Cải cách giáo dục, nhiều học sinh, thậm chí giáo viên ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa vì cách đọc tên nguyên tố hóa học lớp 10. Hóa học, dù bạn có thích nó hay là ghét nó, thì luôn có một sự thật là môn hóa làm khổ loài người. Theo một khảo sát trên Facebook thì có tới 70% số người tham gia đều rốt hóa. Tôi biết Facebook có thể không phải là một nguồn đáng tin cậy, nhưng có thể khẳng định là ngoài nghèo ra thì rốt hóa là thứ dễ khiến con người đồng cảm với nhau nhất. Và mới đây các em học sinh lớp 10 lại được một phen ngỡ ngàng khi may mắn được học bộ sách giáo khoa phiên bản mới nhất từ trước đến giờ. Đương nhiên cái gì mới thì cũng sẽ bỡ ngỡ, mà sự thay đổi của bộ môn hóa học lại khiến các thầy cô giáo cũng phải đứng hình luôn. Cụ thể trong chương trình năm nay, 2K7 sẽ được tiếp xúc với một kiến thức vừa lạ vừa quen, thậm chí có nhiều em còn kêu gào thảm thiết và ví von rằng đây là trường hợp x2 về độ khó, bởi vì cách đọc tên các nguyên tố hóa học không còn như trước nữa. Chẳng hạn như thay vì đọc nguyên tố có ký tự Cu là đồng thì giờ đây phải đọc là copper. Tương tự, nitơ sẽ được đổi thành nitrogen. Kali bỗng nhiên được thay tên đổi họ thành potassium và rất nhiều các nguyên tố khác. Được biết đây là cách gọi nguyên tố hóa học theo chuẩn quốc tế và đang khiến cho rất nhiều học sinh cảm thấy thú vị đến bị lú vì quá khó nhớ. Thậm chí đến ngay cả các thầy cô cũng bỡ ngỡ vì chưa thích ứng được với cách đọc mới, do cách đọc cũ đã quá quen thuộc cả mấy chục năm đứng bục giảng rồi. Tìm anti môn hóa đâu, điểm danh cho tôi xem có khóc thét không nào. Còn các bạn nhá, nhớ theo dõi 8TV để ủng hộ kênh và cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nữa nha.